Hi, my dear student of grade 7 at Chu Văn An Junior High School. Một lần nữa cô và các em lại gặp nhau nữa nhé. Ok nào, welcome to our class. Khi chào đón các em, we begin unit 2 personal information. Đây là bài cuối cùng của bài 2 nhé. Ok nào, section A, telephone numbers B6 and 7. Chúng ta đến phần cuối cùng của bài. B6, read then complete the card. Chúng ta qua tới phần new words trước. Number 1, party. Party, birthday party. Birthday party, tiệc sinh nhật. Invite, invite, invitation. Invitation. Invitation card. Invitation card. Hop. Hop. John. John. Fun. Fun. Look at the picture. Who is she? Ai đây các bạn? Ok now, who is she? She is Lang. Ok nào, answer my questions. Trước khi chúng ta đi đến bài đọc, chúng ta thử trả lời những câu hỏi của cô đưa ra nhé. How old is Lan now? How old will she be on her next birthday? When's her birthday? What will she have on her birthday? Who will she invite? Where does she live? Where will the party be? What time will the party start and begin? Sorry, what time will the party start and finish? Listen. Chúng ta nghe để tìm ra câu trả lời nhé. 6. Read. Then complete the card. Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Lee Tong Kiat Street. The party will be at her home. It will start at 5:00 in the evening and finish at 9. Ok now, check the answer. Giờ chúng ta sẽ kiểm tra coi câu trả lời có đúng hay không. Lan is 12 years old now. She will be 13 on her next birthday. Her birthday is on Sunday, May the 25th. She will have a party for her birthday. Cô ta có một ngày sinh nhật, có một bữa tiệc vào ngày sinh nhật của cô ấy. She will invite some of her friends và cô ấy sẽ mời vài người bạn. She lives at 24 Lý Thường Kiệt Street. The party will be at her home. The party will start at 5 p.m. and finish at 9 p.m. Ok, now listen again and check. Your answer. 6. Read. Then complete the card. Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Lee Tong Kiat Street. The party will be at her home. It will start at 5:00. And finish at 9. Ok now, we come to P6, read and complete the card. Giờ chúng ta sẽ đọc lại cái bài đọc này lần nữa để chúng ta điền vào cái thiệp mời sinh nhật của bạn Lan nhé. Đây, bạn Lan 12 tuổi và ngày chủ nhật 25 tháng 5, bạn ấy sẽ được 13 tuổi, bạn ấy sẽ tổ chức một bữa tiệc cho ngày sinh nhật của bạn ấy và sẽ mời một số bạn. Bạn ấy sống ở đường Lý Thường Kiệt, số 24. Buổi tiệc sẽ ở nhà cô ấy, bắt đầu lúc 5 giờ chiều và kết thúc vào 9 giờ tối. Ok now, listen again. 6. Read. Then complete the card. Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th.
She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Lee Tong Kiat Street. The party will be at her home. It will start at 5 o'clock in the evening and finish at 9. Okay now, complete this invitation card to Lan's party. Chúng ta sẽ hoàn thành cái tiệc mời mà bạn Lan sẽ mời đến bữa tiệc của bạn ấy nhé. Đây, đây là cái thiệp mời của bạn Lan. Bạn Lan dự định sẽ có một bữa tiệc ở nhà bạn ấy và bạn ấy muốn các bạn đến và chia sẻ niềm vui. Cái nào chúng ta check the answer, chúng ta coi câu trả lời. À, ví dụ như bạn ấy mời cô, Dear Miss Hồng, I'm having a birthday party on Sunday, May 25th. The party will be at my house at 24 Lý Thường Kiệt Street from 5 p.m. đó là 5 giờ chiều to 9 p.m. và tới 9 giờ tối. I hope you will come and join the fun. Love. Rồi, bạn Lan mời cho nên bạn Lan sẽ ký tên. Rồi, listen again, chúng ta nghe lại có đúng không nhé? 6. Read. Then, complete the card. Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. She will have a party for her birthday. She will invite some of her friends. She lives at 24 Lee Tong Kiat Street. The party will be at her home. It will start at 5 o'clock in the evening and finish at 9. Okay, now finish. We come to B7, think and write. Giờ mình suy nghĩ xong rồi mình viết ra. Imagine you will be a guest at Dan's birthday party. Bây giờ chúng ta sẽ suy nghĩ là tưởng tượng ra mình sẽ là một bạn khách mời trong bữa tiệc của Lan nhé. Ok nào, look at the questions. What will you give Lan? Mình sẽ tặng cho Lan cái gì? How will you get to her home? Mình sẽ đến đó bằng phương tiện gì? What games will you play? Mình sẽ chơi cái gì ở đó? What will you eat? Mình sẽ ăn cái gì? What will you drink? Uống cái gì? What time will you leave? Mấy giờ mình sẽ đi về? Ok nào, cô đưa ra một số câu trả lời của cô, nhưng các em phải trả lời đúng theo các em nhé. Đây là một số câu trả lời ví dụ thôi. Đây, I will give her a teddy bear. Cô sẽ tặng cho bạn Lan một con gấu bông. I will get to her home by motorbike. Cô đến đó bằng xe gắn máy. I will play video games on my tablet. Cô ví dụ thôi, cô mang theo tablet để chơi cùng với bạn những trò chơi trên máy tính bảng. I will eat beef steak and spaghetti. Ăn bò bít tết và mì spaghetti. I will drink Coca-Cola, uống nước Coca, and I will leave at 9 p.m. Các em ở nhà làm cái bài theo ý của mình nhé. Ok nào, để nhớ lại bài, cô có một cái bài True False cho các em để củng cố lại bài học của mình. Đây, Lan will be 14 on her next birthday. True or false? She will have a birthday party. She will invite her relative. The party will be in a restaurant. It will begin at 5 p.m. and end at 8 p.m. Now listen and check the true false. 6. Read. Then complete the card. Lan is 12. She will be 13 on Sunday, May 25th. Vậy là it's fun. Lan mới 13 tuổi mà đây nói 14 tuổi. It's fun. She will have a party for her birthday. It's true. That's right. She
She will invite some of her friends. She lives. Cô ấy mời bạn cô ấy chứ không phải mời người thân bà con của cô ấy. Vậy thì it's fun. At 24 Lee Thong Kiet Street. The party will be at her home. The party will be at her home, ở nhà cô ấy chứ không có in a restaurant. It will start at 5 o'clock. 5 o'clock, that's right, it's true. Evening, and finish at 9. It's con, finish at 9, not at 8 p.m. Vậy thì bài học hôm nay chúng ta cũng hết rồi. Ok now, write an invitation card to your party. Cô sẽ viết một cái ví dụ về một cái thiệp mời đến bữa tiệc sinh nhật của cô nhé. Rồi về nhà chúng ta sẽ tự làm thiệp cho mình để gửi cho bạn mình nhân ngày sinh nhật của mình nhé. Đây cô ví dụ, cô gửi Dear My Student, gửi các em học sinh thân mến của cô. I'm having a birthday party on Sunday, October the 4th. The party will be at my house at 336 Nguyễn Văn Luân Street. Cô ví dụ vậy thôi. From 6 p.m. to 8 p.m. Buổi sinh nhật của cô gói gọn có 2 tiếng đồng hồ thôi nhé. I hope you will come and join the fun. Love, Miss Hồng. Tell 09320676656. Về nhà các em sẽ viết một cái thiệp mời gửi cho bạn mình nhân dịp sinh nhật của mình nhé. Ok, now we come to homework. Learn by heart new words. B6, chúng ta học từ mới. Write an invitation to your birthday party. Viết một cái thiệp mời bạn mình đến tiệc sinh nhật của mình. Write down on your notebook. Nhớ là chép bài đầy đủ và repair new lesson unit 3 session A A1. Chúng ta sẽ chuẩn bị bài mới, đó là bài 3 session A A1. Ok now, thanks for your attention. Cảm ơn sự chú ý của các em nhé. I don't want to be.
Okay, bye bye. See you again.